Video này mình trang tiếp là mấy cái substitution của mình. Mà điều cái mấy cái này bây giờ thầy đưa mấy cái khó cho mấy tụi con chơi. Ok. Mấy cái này hơi khó mà được cố gắng đi. Nếu mà thầy nói cái có cái gì nó bằng a to the power 3 plus b to the power 3 plus c to the power 3 take away 2a b c thì người ta đưa mình là a equals 3 b equals 2 c equals minus 1 thì mình tính ra làm sao thì thầy làm cái này trước chút mấy tụi con thử mấy cái khác. Ok, a là cái gì? Khi mình bỏ cái a này nè, mình bỏ cái này nè vô trong đây là 3 to the power 3 cộng cho b là cái gì? B là 2 thì mình bỏ số 2 vô trong đây plus c to the power 3. C là cái gì? C là âm 1. Thì khi mình phải trừ cho 2 nhân cho a nhân cho b nhân cho c. Ok, a là 3, b là 2, c là âm 1. Ok, thì cái này á là thầy biết là 3 nhân cho 3 nhân cho 3, cái này 3 nhân cho 3 là 9, thầy kia phải nhân cho 3 nữa là chỉ có cái này thôi nha, là 27, tất cả hết á là 27, thì 9 nhân cho 3 là 27. Ok, cái này á là cái này nè, là 2 nhân cho 2 nhân cho 2, cái này thầy biết là 4 rồi, thì tính ra là 4 nhân cho 2 là 8, tất cả hết là 8. Ok, âm 1 nhân cho âm 1 nhân cho âm 1 là cái gì? Đợi một chút. Thì âm 1 nhân cho âm 1 nhân cho âm 1. Thì thầy biết cái này á là 1 nhân cho 1 là vẫn là 1. Thì nó có hai cái trừ á là nó sẽ là cộng. Cộng mà đều không ai viết cộng hết, mình chỉ viết số 1 thôi. Là khi mình cũng phải nhân cho âm 1 nữa. Thì cái này á là 1 nhân cho 1 cũng bình thường là 1. Mà điều bây giờ nó chỉ có một cái âm mà, thì tất cả hết á là âm 1. Ok, là thầy biết cái này nó hơi ngộ. Đợi một chút. Thầy biết là cái này tất cả hết á là tất cả hết cái này á là âm 1. Từ hồi nãy mình tính ra là hết mấy cái này nha. Là nó vô trong đây là âm 1. Ok. Đợi chút thầy viết cho nó đẹp lại tí. Âm 1. Ok, bây giờ mình trừ cho 2 nhân cho 2 nhân cho 3 là 6, nhân cho 2 nữa là bây giờ á thầy làm nguyên cái dài dài nè. Ok, nguyên cái dài dài nè, nhớ là cái trừ đó là ở ngoài nha, nó ngoài vậy. Ok, bây giờ thầy chỉ làm cái trong thôi. 2 nhân cho 3 là 6, nhân cho 2 nữa là 12. Là tất cả hết đó là 12. Cái thầy phải nhân cái âm 1 này nữa, nhân cho âm 1 là 12, nhân cho 1 vẫn bình thường là 12, mà điều bây giờ nó chỉ có nó có một cái trừ thì mình phải bỏ cái trừ vô. Nhớ cái trừ này nó hoài nha, thì tất cả cái trong á thì âm 12. Ok, thầy biết cái này nó hơi khó mà được, mấy tụi con cố gắng đi. Bây giờ là 227 cộng 8. Ok, thầy có quyền lấy cái tay vô bức cái âm này nó đi ra đây, là nó sẽ là trừ trong số 1. Thầy bức nó ra thì thực sự là 27 cộng 8 trừ 1, nó tính ra là như vậy. Bây giờ thầy có thể lấy cái tay vô trong đây
bức cái âm là da đây, trừ với lại cái trừ là nó cộng, thì nó cộng thì cái tự thầy xin lỗi thầy ở trong đây á, tự thầy thầy bức cái âm da rồi là nó chỉ còn số 12 rồi, là thấy bây giờ á là 227 cộng 8 trừ 1 cộng 12. Ok, thầy biết mấy cái này hơi khó mà được, cố gắng đi. Cái này là 335 trừ cho 1 cộng 12, cái này là 34 cộng 12, cái này là 40, 46, 46 là tất cả hết á, là 46. Ok, thì thầy biết là hơi khó mà được, thầy mấy tụi con coi lại từ từ là nó sẽ ra 46 chứ con. Ok, thầy đưa cái khác. Thí dụ thầy đưa cái này 2a plus b minus c 4b minus 3c. Ok, vẫn hôm bữa vẫn hồi nãy a equals 3, b equals 2 and c equals âm 1. Ok, thì mấy con bấm ngừng đi, này cái thử từ từ. Ok, bấm đi. Rồi, thì ở trong đây á là 2 nhân cho 3 là 6 rồi. Này cái cộng cho b là 2. Là cái này là này, cái này là này. Rồi cái trừ, bây giờ mình có trừ cái trừ là bây giờ như vậy nè. Trừ cho c, thì thầy bỏ cái c vô trong đây, c là âm 1 rồi, âm 1. Ok, thầy bấm nó lại là ok. Bây giờ bên đây 4 nhân cho b là 8 rồi, trừ cho 3, thầy cái thầy 3 nhân cho âm 1 ở trong đây, âm 1, thầy cái đó đóng lại cái brackets. Ok, bây giờ cái này là 8, hai cái này là 8 rồi. Thầy lấy cái tay vô, thầy bức cái âm này nó đi ra, nó sẽ là cộng 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 như vậy nè. Rồi thì thầy bức cái âm này nó ra rồi thì nó còn số 1, thì cái này nó thay đổi qua thì nó cộng. Ok, thì thầy đóng cái bracket lại, thầy mở cái bracket khác. Bây giờ nhớ đó, cái nhân nó quan trọng hơn cái cộng, thì mình phải nhân cái này trước, nhân cái này trước nè. Ok, thì thầy đem số 8 trước, trừ cho cái nguyên cái đó là cái gì, 3 nhân cho âm 1, thì mình lấy 3 nhân cho 1 cũng bình thường là 3, thì khi mình còn cái âm ở trong đây thì mình có một cái, thì mình có cái âm, thì bây giờ cái này á là nó trừ cho cái âm 3. Ok, cái này thì cái bracket này, cái bracket này á là thầy biết là 8 cộng cho 1 là 9. Ok, cái nguyên cái là 9. Bây giờ 8 thì thầy lấy cái này thầy bức nó ra đây thì nó sẽ là cộng, là 8 cộng cho 3. Ok, thì 9, cái này là nhân nha, nó nếu mà nó đứng hai cái nó đứng kế bên nhau á là nó nhân. 9 nhân cho ok, 8 cộng cho 3 là 11. Ok, là tất cả hết á là 99. Ok, mình nói cái này xong đi, cái video sau thầy cho mấy cái khó nữa. cố gắng làm đi, nó có cái vui ở trong trọng nữa. Nó khó mà điều nó có cái vui ở trong trọng nữa. Ok, xong. So.